Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, con đang chiêm nghiệm cái câu Đức Phật nói sỉ nhục thai là sự sanh. Sự sanh ra này sẽ có mặt là một sự sỉ nhục. Có ra cái hình hài này, có ra cái mặt mũi này là một sự sỉ nhục. Đó là một cái tấm thân nó đầy ham muốn, thèm khát, là một sự sỉ nhục. Vì có thân này cho nên có già nua, bệnh tật là một sự sỉ nhục. Và sự chết càng sỉ nhục hơn, nó nhục nhã hơn. Mình phải chung ra từ trong một cái lỗ dơ nhớp bẩn thỉu vậy. Máu mủ vậy. Tinh huyết như vậy. Mình bị lôi đầu ra, và những cái ác nghiệp đó nó lôi đầu mình, vì những cái dục ái nó lôi đầu mình vào ở trong cái bụng mẹ. Do mình bị lôi đầu ra từ trong một cái đường nhơ nhớp bẩn thỉu tanh hôi,
Thật con chiêm nghiệm con thấy thật là nhục nhã, thật là hạ liệt, thật là thấp hèn, thật là bẩn thỉu. Sỉ nhục thay cho sự sanh ra này, thật là tồi bại, thật là hèn hạ, thật là thấp kém, thật là nhơ nhớp bẩn thỉu, thật là nhục nhã. Thế Tôn nói rằng sỉ nhục thai là sự sanh ra này. Mình chung ra từ một cái đường nhơ nhớp bẩn thỉu hèn hạ mụ máu, những cái thứ nước dơ bẩn tuôn trào ra, máu mủ, rồi xong rồi lớn lên cho bú móm, cho ăn cho uống, nuôi dưỡng lớn lên và tiếp tục ở trong sự nhục nhã nữa và sự đói khát thèm khát. Bao nhiêu những cái dục vọng, những cái ham muốn, những cái thèm khát. Bao nhiêu những cái bực bội, sân hận. Thật là xấu hổ, thật là sỉ nhục. Thật là thấp hèn, hạ liệt, đê tiện, phàm phu. Là trong cái sự sanh ra này, này. Nhục trong cái ăn, nhục ở trong cái uống, nhục ở trong những cái món đồ, những cái vật chất giành giật. Bao nhiêu thủ đoạn, từ nhỏ là đã biết những cái thủ đoạn mánh khóe. Cô nhớ cô Ấn Đức Trình Pháp, còn nhỏ xíu, ta kêu đi mua đồ rồi mới cho được 1.000, 2.000 vậy đó, mà không mua rồi cũng lấy tiền đó. Từ nhỏ là nó đã nhục, thèm khát, đói khát, khao khát. Rồi xong lớn lên chút nữa là nó càng, cái độ khao khát nó càng lớn mạnh theo năm tháng. Nó khao khát tình thương, khao khát tình cảm, khao khát tình yêu. Quay lưng lại với cha mẹ, với ông bà, với anh chị em. Thậm chí gạt cha mẹ để nó chạy đuổi theo những cái dục, những cái tình, những cái ái, những cái ham muốn thèm khát, đói khát của nó. Cái tham ái này là, cái ái dục này là một sự sỉ nhục, một sự tồi bại, thấp kém, thấp hèn, hạ liệt, phàm phu.
bẩn thỉu. Nó dục cái này, nó ái cái kia, nó thèm cái này, nó khát cái nọ, nó muốn cái này, rồi nó đòi cái khác. Mà nó không có thấy nhục. Nó không có thấy được sự thấp hèn, sự hạ liệt, sự nhớp nhúa, sự tồi bại của nó. Nó cứ mãi miết, nó hướng ngoại, nó truy tìm, nó chạy đuổi, nó khao khát, nó thèm khát, nó đói khát. Mà nó không có thấy nhục nhã. Thật là thấm thía cái câu sỉ nhục thai là sự sanh. Bất hiếu với cha mẹ, lừa gạt anh em, dối trá với ông bà, vì những cái tham, cái dục, cái ái đó, vì cái bản ngã của nó. Nhục, đây là sự sỉ nhục. Rồi nó đau đớn, nó quằn quại, nó dở sống dở chết trong những cái mối tình. Những cái dục vọng. Rồi nó yêu, nó hận, nó thù, nó ghét, nó quán, nó hờn. Trong những cái nước mắt, khổ sầu, buồn đau, lo lắng, bất an, sợ hãi. Mày lớn lên một chút nữa lại tranh danh đoạt lại, tranh quyền, là mưu mô, mưu sĩ, sống có kinh nghiệm rồi, trưởng thành rồi, biết nhiều mánh khóa rồi, thiện xảo trong cái tham sân si, dối trá rồi, gian ngụy. Nó lấy những cái tiểu xảo, những cái sự trá ngụy gian manh của nó, nó cậy vào đó, nó tự thị, nó tự phụ, nó tự ngã, nó tự tôn, tự đại, tự cao. Để rồi nó tạo nghiệp. Để nó tạo nghiệp, nó gây ra những cái nghiệp đen, để nhận lấy những cái quả báo ác, khổ. Phải đạp người khác để nó đi lên. Trường gian tiền lãng, trường gian hậu lãng thôi tiền lãng, thế thượng tân nhân toản cựu nhân. Dưới sông thì sống sao, nó đùa sống trước. Trên đời người mới đạp người cũ.
Nó chà đạp người khác, nó đi lên, nó cạnh tranh, nó tranh đua, nó hơn thua, nó đấu tranh. Thiệt là nhục. Nó nhìn lại cả một cái quãng đời như vậy, nó nhục nhã, nó đê hèn, nó tồi bại, nó hạ liệt, nó ngu si. Thật là ngao ngán, ê chề, ngán ngẩm, xót xa, đau xót, đau nhói. Rồi đây lại lấy những cái ác nghiệp gì, những cái tội lỗi đó nó lại vênh vang, vênh váo, gỗ ngực xưng tên hãnh diện trên cuộc đời này. Đấy nó làm sở đắc. Tự thị, tự cao, tự đại, ngã mạn vì những cái ác nghiệp của mình, vì những cái tội lỗi của mình, vì những cái sự vô minh bản ngã ngu si của mình. Cái tâm mê này nè, cái tâm chai lì, cái tâm không biết nhục này nè. Cái tâm mất dạy này. Nó sống trong mù lòa, nó sống trong hôn mê, nó sống trong điên loạn. Sống trong sự tồi bại, sự hèn hạ, sự nhơ nhớp, sự bẩn thỉu. Thật là xót xa cho cái kiếp người này, thật là cay đắng cho cái cuộc đời này, thật là nhục nhã cho cái sự sanh này. Nó ăn nuốt chúng sanh, nó hỉ hạ, nó hí ha, hí hở, nó vui, nó cười, nó thỏa, nó thích trong huyết lệ của chúng sanh. Nó gặm xương, nó nhai thịt, nó chặt đầu, nó lột da. Trong sự quằn quại đau khổ của chúng sanh, nó mê thích, nó khoan khoái, nó sung sướng. Trong sự quằn quại, có những cái con vật nó quỳ mọp xuống, nó lại trong những cái lò mổ sắc xanh, nó quỳ xuống, nó lại. Nhưng mà rồi cái người đồ tể này cũng nhẫn tâm, vì mấy đồng bạc đó, chỉ cái lòng tham, lòng dục đó, cũng xả những cái đường dao mà đầy huyết lệ. Chúng ta nhìn thấy nó nhục nhã, nó nhục nhã cho một kiếp người lắm, nó tủi nhục. Vì những cái nhục dục này nè, những cái tham dục, những ái dục, những dâm dục, những dục vọng, những ác dục, ác tham này, mà con người chúng ta không có biết nhục, vô sĩ không có biết nhục, vô minh, thiếu trí,
vô tri, không hiểu biết, vô học, không được nghe thánh pháp, vô đạo, không có đạo đức, vô nhân, không có nhân từ, vô nghĩa, không có tình nghĩa gì hết. Vô tâm, không có lòng trắc ẩn, xót thương. Đó, đó, đó là toàn cảnh phản ảnh được một phần tổng quát cái sự sỉ nhục của đời sống này. Sỉ nhục thai là sự sanh này. Này các tỳ kheo, sỉ nhục thai là sự sanh này. Sỉ nhục cho một cuộc đời. Vô minh khác mê muội ngu si, tự cao tự đại, ngã mạn, gian trá, dối trá, xảo trá, gian ngụy, hư ngụy, xảo ngụy, thật là đáng thương thay, đáng trách và đáng tiếc thay. Chúng ta chiêm nghiệm đi một câu nói của Đức Phật: sỉ nhục thay này các tỳ kheo là sự sanh này. Trộm cắp của người ta, tà dâm, ngoại tình, nói dối lừa gạt người ta, gian trá, xảo ngụy, gian ngụy, hư ngụy. Cái tâm này nó không có biết nhục. Nó không có biết nhục. Nếu nó biết nhục thì nó đã nhập lưu rồi. Nhục nhã sanh thánh quả mà. Nó không biết nhục. Từ đây về sau mình phải tập cho nó biết nhục. Phải tập cho cái tâm này nó biết nhục. Làm một cái lỗi sai mình phải tập cho nó biết nhục. Cái nhục nhã xấu hổ tồi bại hèn hạ, bẩn thỉu. Phải thường thường dùng những cái từ này để tập cho cái tâm mình nó biết nhục đối với những cái dục vọng của nó. Nó biết nhục đối với những cái sân hận của nó. Nó biết nhục đối với những sự ngu si của nó. Nó tập cho nó biết nhục đối với những cái hơn thua của nó. Tập cho nó biết nhục nhã đối với sự hèn hạ, sự bẩn thỉu của nó phải biết nhục. Thế mình hỏi chứ, ngươi có biết nhục không? Người suy nghĩ như vậy, ngươi có biết nhục không? Người nói những lời nói như vậy, ngươi có biết nhục không? Người làm những việc như vậy, ngươi có thấy nhục không? Nhục nhã không? Ngươi có sỉ nhục không? Phải tập cho cái tâm này nó biết nhục. Hơn thua, nó tranh giành,
nó khoe khoang, nó phô trương, nó ngã mạn. Thật là nhục nhã cho một cuộc đời hèn hạ như vậy. Tại sao mà con cảm xúc nói hai cái câu? Càng lớn thì càng nhỏ, càng cao thì càng thấp, càng cho cái ta mình được lo to lớn thì cái phẩm cách, cái nhân cách, cái đạo đức của mình nó càng nhỏ. Càng tỏ vẻ với mình cao chừng nào thì cái đức hạnh mình nó càng thấp chừng đó. Vì mình không có biết nhục, mình không thấy được sự sỉ nhục có những thứ bẩn thỉu này, bất tịnh này, thân bất tịnh, tâm bất tịnh này, những cái cấu nhiễm lậu hoặc bất tịnh này. Rồi tới cái tuổi già nó nhục tới cỡ nào nữa. Người ta nói cái này thì nghe cái kia, nhìn cái này thì ra cái nọ. Nói trước quên rồi sao? Con hồi trưa này con dùng cơm mà con thấy nhục lắm. Răng cắn không đứt, thấy cọng bún thôi mà cắn không đứt. Thì nó lượm thởm vậy. Nhiều khi không dám ăn cơm chung với ai. Răng giờ răng nó yếu cắn không đứt, nó nhục làm sao đó. Nhiều khi đó đánh cái tên ở trong cái tin nhắn, bây giờ con mắt không thấy đường rõ nữa. Thầy thầy đồng lại mà đánh ra chữ đồng lại, cái thầy ông nói cái mình thấy nhục vô cùng nhé. Nhìn mắt nhìn không ra rõ đó. Cái hàm răng cũng thấy nhục mà con mắt cũng thấy nhục. Ăn nghe một chút rồi đó mà nó hơi nhiều một tí thôi, nó nặng bụng là thấy mình nhục nhã, mệt mỏi, nặng nề. Mà không có ăn thì nó đói, nó khát. Thật là mang vác một cái thân nó hèn hả, nó thấp kém, nó phàm phu sao. Nó có những cái minh tinh điện ảnh, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng quốc tế đang ở trên sàn nhảy, nhảy hứng khởi, nhảy mạnh mẽ rồi nó tuôn ra, nó tiểu phân ra. Cái người này là xấu hổ nè, ôm mặt rồi chạy lủi vô trong kẹt. Nếu cái tự thân này là sạch là đẹp là thơm tho thì làm gì nó tràn ra những cái thứ mà bẩn thỉu, mà ngay cả tự thân của cái người đó mà họ còn không chấp nhận nói. Phải mang một cái tấm thân này là nhục nhã không? Là bẩn thỉu, là nhơ quế không? Làm sao mà mình có thể vênh váo, hống hách, kiêu căng, ngã mạn được? Chỉ người ngu, người mù, người điên. Cho nên sự hộ trì các căn là hết sức quan trọng của một bậc chân tu. Người mà bung luôn phóng dật, đâu có thấy nhục nhã xấu hổ vậy đâu. Thả lỏng các căn, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Đi đến đâu là nó ồ màu thế đó, không biết nhục. Vậy là người tu không biết nhục mà.
Thì thấy cái tuổi già nó nhục cỡ nào. Chân thì đi thì cũng liệu khiệu, mắt mờ, lưng còng, gói mỏi, tai điếc, da nhăn, tóc bạc. Người không ra người mà ngỏm ra ngỏm. Mà con cháu nó nhìn vô là cái đồ phế vật, phế nhân, phế vật, phế thải, phế phẩm, mà cái đồ bỏ. Chúng ta nhìn thấy những hình ảnh mà hết sức là xót xa. Mẹ già 90 tuổi ăn cơm tay chân run nó rớt, nó bể tô bể chén. Đứa của con gái này nó lấy chảo chà đập lên đầu người mẹ. Hốt mấy cái đống cát rác nó bỏ vô cái tô cơm cho bà già. Thật là nó đau lòng, nó đau xót, mà mình thấy nó nhục nhã cho cái tuổi già này. Tuổi già này là một sự nhục nhã, sự xấu hổ, sự tồi bại. Thì đi đến cái chỗ mà vô ích, vô nghĩa, vô giá trị, vô dụng, là phế phẩm, là phế vật, là phế nhân rồi. Chưa kể là tàn phế, một cái thân nằm dài như thực vật, ỉa chay đái dầm. Còn cái gì mà nó nhục nhã hơn cái này không? Con vừa nghe các Phật tử tâm sự, ba của con nằm một chỗ vậy đó, ỉa đái vậy. Một cái mà cái tã đó là 60 mấy ngàn, một ngày phải thay một cái tã vậy. Có những nhà nghèo sao mà có tiền. Ỉa chay đái dầm. Có dịp đi vào viện dưỡng lão, rồi đi đến những nhà, những cái người bệnh ung thư giai đoạn cuối để thăm. Thật sự là đau lòng, đau lòng. Những đứa con là thước 8, một thước 9, cao to vạm vỡ, mà mẹ còn đã có 23, 25 kg. Đầu rụng hết, không còn sợi tóc nào hết, da bọc xương. Nhìn là không ra một con người, không ra một con người, giống như là quỷ đói vậy. Và chính những người con chứng kiến, cái bụng phình to lên như là một cái trống. Ăn không được, uống không được, thậm chí là thở rất là khó khăn, không được. Này các tỳ kheo, sỉ nhục thay là sự già nua và bệnh tật. Thật là nhục nhã, thật là xấu hổ, thật là sỉ nhục. Chứ cái tâm thân này nó tàn tạ, nó tả tơi rồi, nó tàn phế rồi. Đó là chưa kể đuôi điếc câm ngọng, què quặt, bán thân bất tội, nằm liệt giường liệt chiếu 18 năm, 25 năm. Sỉ nhục thai là cái sự bệnh hoạn, bệnh tật này.
thật là nhục, thật là nhục nhã khi có cái thân này. Còn trẻ thì nó dục vọng, nó sân hận, nó muốn hơn thua, nó muốn ganh đua. Tới già thì nó bản ngã, nó ta đây. Nó cống cao, nó ngạo mạn. Và nằm dài một chỗ thì nó trở thành kẻ ăn hại. Trở thành phế phẩm, phế vật, phế nhân, phế liệu. Mà đã nằm vậy rồi mà còn sân si, còn oán hận, còn trách móc, còn oán hờn con cháu, vợ chồng, người thân. Trời, trời ơi, nó nhục nhã là sao? Nó sỉ nhục như thế nào? Tồi bại như thế nào trong cái cuộc đời này? Mình có nhìn thấy không? Mình có nhìn thấy một cách sâu sắc không? Một cách thấu đáo, thấu thị, minh kiến, xuyên thấu, xuyên thủng. Đau lòng, đau xót và đau đớn cho cái cuộc đời này. Vậy đó, nó già nua, nó bệnh tật, nó thành phế nhân, phế vật như vậy. Trong lòng này nó đâu có hết đâu. Tham sân si dục ái là nó càng tăng trưởng, phát triển bành trướng. Sân hận bản ngã vô minh là nó chồng chất. Sỉ nhục thai, sỉ nhục thai là bệnh hoạn này, là ốm đau này, là bệnh đau, là ống nhọt này. Ỉa chay đái dầm này, rung rẩy bể tô bể chén này. Lú lẫn rồi nói hồi rồi cứ nói nữa, rồi nói hồi nói nữa, con cháu nghe nó chán không muốn nghe, cứ nói hoài. Chưa kể là liệu, là lẫn lộn. Sỉ nhục, sỉ nhục, thật là sỉ nhục thai. Là cái già nua bệnh tật bệnh hoạn này. Quá ư là sỉ nhục cái cuộc đời này. Bao nhiêu những mưu mô, những lọc lừa, những cái thủ đoạn, những sự xảo trá, gian ngụy, những lừa gạt người ta, ích kỷ, lợi dụng, mưu tính, mưu toan, mưu hại, những cái mưu độc, mưu ác, mưu mô xảo quyệt, chồng chất, chồng chất trên giường bệnh là những cái ác nghiệp, những cái tội ác, những cái tội lỗi. Còn chết đi còn cay đắng như thế nào? Sỉ nhục thai là sự chết. Tàn hơi rồi, nằm đó mà nó hước lên, nó hớt lên, nó phải chiến đấu cho từng hơi thở, từng sự hô hấp, nó phải giành giật cái mạng sống trong từng hơi thở.
Mà trong đó nó lo lắng, nó sợ hãi, nó bàng hoàng, nó khủng hoảng. Mất rồi, sắp sửa mất hết rồi, vợ con chồng mất hết rồi, nhà cửa tài sản mất hết rồi, thân này cũng mất rồi. Nó hoảng sợ, nó hoảng loạn, nó kinh hãi, nó kinh hoàng, nó khủng hoảng, nó khủng bố. Nó đau khổ, nó nuối tiếc, nó tiếc nuối những người thân, tiếc nuối những tiền của, tiếc nuối những sự nghiệp mà nó tất cất chứa tích lũy, tích góp, gom góp, dành dụm, giấu giếm, cất giữ 60-70 năm trời. Và bây giờ nó phải từ bỏ. Làm sao mà cái tâm mê này, cái tâm ái liếng, cái tâm tiếc nuối này mà nó có thể từ bỏ được. Nó đau khổ, nó đau khổ, nó quằn quại, nó tức tưởi, nó nghẹn ngào, nó tiếc nuối, nó hối hận. Thật là xót xa cho cuộc đời này, thật là cay đắng cho cái kiếp người này. Và tới cái chung cuộc, cái kết cục, cái kết cuộc, tới cái hồi kết của nó. Nhưng mà tất cả những cái gì nó muốn, nó nắm, nó giữ, nó tích, nó góp, nó chất, nó chứa, nó bảo, nó vệ, nó dành, nó dụm, nó che, nó đậy, nó giấu, nó giếm. Và cuối cùng tất cả, nó không muốn bỏ cũng phải bỏ. Và đã đi trong một cái tâm tức tưởi, nghẹn ngào, tiếc nuối, dai dứt, đau đớn, quằn quại. Cái tâm thái này nó đi đâu? Nó đi đâu? Sỉ nhục thai là sự chết. Còn cái nhục nào mà bằng cái nhục mà nó xanh rờn, nó trương phình lên, đang nám lại, nó nứt nẻ ra. Còn cái sự sỉ nhục nào mà hơn cái sự sỉ nhục mà cứu cánh cùng cực này nữa, nó hôi thối mà nó kinh hoàng, không có ai chịu nổi cái mùi đó. Nó bốc lên một cái mùi mà tất cả mọi người đều là khiếp đảm và sợ hãi, đều là kinh hoàng hết. Khi nghe một cái mùi đó là tất cả đều phải run sợ, run rẩy, chạy lẹ, bịt mũi, nhăn mặt, hoảng hốt. Và nhìn thấy là ôi thôi trời ơi, còn cái nhục nào mà nó bằng, còn một cái sự sỉ nhục nào nó lớn hơn cái sỉ nhục này nữa không? Còn một cái sự nhục nhã nào mà có thể so sánh hơn cái nhục nhã này nữa không? Còn một sự tủi nhục nào mà có thể mà tương đương với cái sự tủi nhục này nữa hay không? Dầu cho một hoa hậu thế giới quốc tế, dầu cho một ông vua cửu ngũ chí tôn, rồi cuối cùng cái hình hài này là dòi, những con dòi máu mủ nứt nẻ ra, phình trương lên, hôi thối và kinh hãi và khủng khiếp. Nhầy nhụa là những con dòi lúc nhúc nó bò từ ở bên trong mà nó tuôn, nó trào ra. Thật là đau xót, đau đớn, đau thương, đau lòng. Sự sỉ nhục tận cùng của thân xác này, của đời sống này,
là sự chết, là một thây ma, là một tử thi, là sự phân hủy, sự bốc mùi kinh hãi và khủng khiếp, là giòi, là những cái nước, những cái nước mà nó tanh, nó hôi, nó thối, nó bẩn thỉu. Là một sự rã rời tan nát từng làn da, từng tớ thịt, từng những cọng gân. Dòi tựa rùi nhặn, những kênh kênh quả diều hâu, những chó rừng mặt tình mà nó ngoạm lấy, nó giật lấy, nó giành lấy, nó ngốn lấy, nó cắn rồi nó giật rứt ra. Trời ơi là trời, cái thân mà hồi xưa ai chỉ cần mà nhìn một cái con mắt mà không có thiện cảm là nó sân si, nó phẫn nộ, nó sừng sổ. Mà bây giờ nó phải đành nằm đó, để cho bất cứ mạnh ai muốn làm gì thì làm. Mạnh cái con nào, con nấy nó ăn, nó cắn, nó rỉa, nó ngoạm, nó giật. Còn cái sự sỉ nhục nào mà lớn hơn cái sự sỉ nhục này? Còn cái sự hèn hạ nào mà còn hơn cái hèn hạ, cái tồi bại nào hơn cái tồi bại này không? Còn có sự xấu hổ nào còn hơn cái xấu hổ này nữa? Nó phơi bày ra một cái tấm thân. Rồi lần lần phơi bày ra là bộ xương đó, thánh vật của non thiên đó, cái đầu lâu, xương sọ, xương mông, xương ống chân, xương bàn chân, xương sườn, rã rời rượu rã, đống xương trắng bồ câu, thấy chúng còn vui gì nữa. Đó. Kết thúc cái cuộc đời đầy nhục nhã này. Chấm dứt một cái kiếp người đầy tội bại này. Chung cuộc, chung kịch, dán bức màn, kéo cái bức màn, mở cái bức màn, sự bẩn thỉu, bất tịnh và nhơ nhớp đến tận cùng của cuộc đời này là như vậy. Sự nhục nhã, sự sỉ nhục đến vậy là tận cùng, là không còn cái gì hơn nữa. Sỉ nhục đến thế là cùng tận, là cùng tốt rồi. Còn một cái sỉ nhục nào còn hơn cái sỉ nhục này nữa? Rã rượu, rã rời hết, người ta đạp trên đầu người ta đi, người ta đạp trên cái mình người ta đi, xương rã rời hết thành cát bụi, rồi ta đạp trên nó, những đứa trẻ nó đái trên nó, nó ỉ trên nó, nó tè trên đó. Nhục tận cùng của sự nhục nhã. Sỉ nhục thay là sự chết. Sỉ nhục nhã thật là sự tủi nhục.
sự đau lòng, sự xót xa, sự cay đắng, sự đau đớn tận cùng. Đau đớn cho một cuộc đời mê muội khác ái vô minh này. Xót xa và cay đắng cho một cái kiếp người này, đầy nhục nhã và tội bại mà không biết nhục nữa nè. Tận cùng có sự nhục nhã. Đau xót tận cùng, cay đắng, đau đớn. Ta hãy cảm nhận cho tận cùng sự nhục nhã này đi. Hãy cảm nhận bằng tất cả trái tim, tấm lòng của sự sỉ nhục của sanh già bệnh chết này đi. Hãy dùng cả một cái cảm giác toàn thân này để mà cảm nhận đi, mà kinh cảm chấn động trước sự sỉ nhục của những cái đời sống thấp hèn, hèn hạ, tồi bại, sanh già, bệnh chết, đầy những dục vọng, tham ái, sân si, mê muội, vô minh, ngu sửng này đi. Ta nhìn thử coi cái cuộc đời của mình đã sống như thế nào. Sống trong sự nhục nhã không? Sống trong sự hèn hạ, thấp hèn không? Xót xa thật là nhiều, đau xót thật là nhiều, đau đớn và cay đắng thật là nhiều. Chúng ta phải chịu đựng sự nhục nhã trong cái sanh già bệnh chết này. Phải chịu đựng sự sỉ nhục ở trong cái tham sân si dục ái này. Trong cái sự tồi bại của cái bản ngã ác độc mà ngu sửng. Hãy nhàm chán nó đi. Hãy ngao ngán với nó đi. Hãy thực tập nhàm chán với sự sanh này đi. Hãy thực tập nhàm chán với cái sự già nua này đi. Quán chiếu sâu sắc cái sự chán lìa yểm ly ly tham từ bỏ với cái sự bệnh hoạn này, chết chóc tử vong này đi. Phát một cái tâm mà mạnh mẽ, dũng mãnh vượt thoát ra khỏi cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, tủi nhục, đầy bất an, lo lắng, sợ hãi, nhơ nhớp, bẩn thỉu và hèn hạ tanh hôi này đi. Thoát ra tất cả những đời sống địa ngục súc sanh, đôi điếc câm ngọng què quạt, bại liệt, mù lòa điên loạn này đi. Đạp đổ tất cả những chướng ngại vật, bước lên, bước qua, bước nhanh, bước mau, bước lẹ và bước ra ở cái ngũ uẩn tứ đại,
vô thường, bất an, đầy khổ não và trống rỗng này đi. Có cái gì ở trong này? Có cái gì ở trong đời sống này? Có cái gì ở trong đời sống này ngoài sự sỉ nhục? Có cái gì ở trong đời sống này ngoài sự bẩn thỉu, ngoài sự gian trá và xảo quỷ? Có cái gì ở trong đời sống này ngoài cái bản ngã hèn hạ tồi bại và ác độc này? Có cái gì ở trong cái đời sống này ngoài những sự dục tham bẩn thỉu này? Có cái gì ngoài những cái thứ này? Có cái đời sống đầy sỉ nhục, đầy nhục nhã, đầy thấp kém và hèn hạ? Thoát ra đi, thoát ra, thoát nhanh, thoát lẹ, thoát mau. Vượt thoát ra, vượt thoát ra, vượt thoát ra. Bằng tất cả sức mạnh, bằng tất cả trí tuệ mà mình đã được học, bằng tất cả sự thiền quán, sự tác ý mà mình đã được thực hành, phải nỗ lực, phải nhìn thấy được đây thật sự là khổ đau. Đây thật sự là tủi nhục, là sỉ nhục, là nhục nhã. Một cái chữ nhục là nó trùm cả trái đất này nè. Cái chữ nhục này nó lớn, nó nhép cả cái địa cầu này nè. Cái nhục này nó bao trùm hết khắp cái hành tinh này nè. Sỉ nhục, một sanh già bệnh chết. Nhất định tất cả chúng ta phải rửa sạch cái mối nhục này, phải rửa sạch cái mối nhục sanh già bệnh chết này. Phải quét sạch chúng, tẩy sạch chúng, rửa sạch chúng, diệt sạch chúng. Trong cái đời này phải tẩy sạch cái mối nhục đại nhục này, và tham sân si dục ái vô minh bản ngã nhục nhã này, sanh già bệnh chết sầu bi khổ u não đại nhục này, phải quyết tâm để thoát ra cái mối nhục và to lớn này. Bằng thánh trí tuệ tối thượng, chúng ta trăm đời ngàn kiếp gieo được duyên lành, được nghe, được học và được thực tập, phải mạnh mẽ quyết liệt mà bước ra khỏi cái đại nhục này, sống một cái đời sống cao thượng, thanh cao, thánh thiện, vinh quang, vinh hạnh, vinh dự ở trong cái thánh pháp tối thượng, thần diệu, vi diệu này.
Chúng ta chở chân đứng lên lễ tạ Tam Bảo. Mời chư Tôn Thiện Đức và chư Hiền Chí chia sẻ cảm thọ thiền quán.
Con xin chân thành kính lễ trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Con chân thành kính lễ trên Sư Phụ tôn kính. Con chân thành kính lễ lên quý Thầy, quý Sư Cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Kính thưa Sư Phụ, một cái cảm thọ rất là rùng rợn, thật là xấu hổ, tủi nhục. Cảm thọ rất là ê chề khi nghe được những lời tác ý rất là sâu sắc, rất là mạnh mẽ. Những cái cảm thọ mà những cái bài thiền quán trước đây con đã thấm đẫm những cái sự khổ, thấy khổ. Nhưng bây giờ Sư Phụ cho con thấy được cái sự nhục nhã của sanh, ê chề của sự già, xót xa của sự những bệnh tật, và càng tệ hơn nữa là cái sự chết. Sao mà nhìn thấy con thấy sợ, rất là sợ cái chữ nhục nhã. Con đón nhận cái nhục nhã ở ngoài thường tình, ở ngoài đời là một cái sự mà xấu xa lắm. Chưa nhận thấy được cái nhục nhã của trong cái từ mà bây giờ con mới nhìn thấy, là tưởng mình được một chút đạo đức phẩm hạnh, khi mình được tu chút ít nào đó thì mình thấy được khổ là cũng chưa có nổi nhục. Mà bây giờ Sư Phụ cho con nhìn thấy cái chữ nhục, con rất là sợ. Sợ trong cái luân hồi sinh tử để sống được, để chui ra được cái chỗ mà rất là dơ bẩn. Cái nhục để mà chui vô rồi chui ra, làm cái thân người hay thân bất cứ một cái con màu vì thèm khát, vì sự dục vọng ái dục, để rồi cái chui vào, chui ra cái chỗ dơ bẩn nhất, rồi để được sống, được tồn tại phải tranh giành, phải nuốt ăn nuốt lẫn nhau. Con tưởng rằng đó, trước đây đó là cuộc sống rất là bình thường để tồn tại. Nhưng khi nói đến cái từ mà để Đức Phật nói là nhục nhã, thay là cuộc sống, tại sao mà sống để tranh giành nhau, để ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, rồi lại khi được tồn tại phải đấu đá tranh giành. Cái đó là tủi hổ, tủi nhục, sự nhục. Nhưng mà không biết mình đó là ngu, là nhục. Cái cảm giác con nổi da gà rất là sởn, rất là ghê tởm cho chính bản thân mình, cũng như cho loài, chính loài mình, loài người đạp lên sự sống, tranh giành, hơn thua, đấu đá. Tưởng trước rằng chỉ là khổ, gây khổ cho mình và cho muôn loài. Nhưng cái tự nhục con thấy còn ghê tởm, ghê tởm hơn. Một cái bản chất của con người, để dùng cái từ Đức Phật nói là nhục, được sống. Bây giờ con nói nhục là tồn tại, là bị sống chứ không phải còn được sống. Rồi già, già để không nơi nương tựa, không người chăm sóc, để con cháu kinh bỉ,
cũng nỗi nhục. Con thấy nhàm chán. Bệnh đau phải nhờ nương tựa vào người khác. Thấy rất e dè, sợ hãi, đón chờ những cái cơn bệnh hoạn hay là một cái bất đột quỵ đột tử nào đó bất trắc đến với mình. Phải sống nương tựa vào một cái người nào khác, rất là e dè. Đó là một cái tủi nhục. Cái chết phơi bày ra sự thật, một cái thân trương sình, giỏi ăn rút rỉa, còn hơn cả một cái thây của con vật. Con vật chết còn có giá trị, con người chết bị hôi thối, bị xa lánh và thui thủi, rồi không biết sống như thế nào, để rồi lại chui ra cái chỗ gọi là nhục nhã tiếp. Thật sự là con thấy chữ nhục rất là kinh khủng, cho con một cái sự nhàm chán. Cái thọ con rất là ghê sợ. Con kính để trên Đức Thế Tôn, tri ân sự trí tuệ của Đức Thế Tôn. Con tri ân sự dạy dỗ luôn luôn lúc nào cũng động viên và dìu dắt chúng con từng bước để cho chúng con nhìn ra chán chê cho cái thân này, chán chê cho cái ngũ uẩn này, để lìa xa nó. Con kính cảm ơn trên sư phụ, kính cảm ơn quý thầy, quý ni sư, sư cô cùng tất cả hiền trí đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên sư phụ. Con kính bạch trên quý thầy, quý ni sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con thành tâm tri ân lên Đức Thế Tôn. Con thành tâm tri ân lên Bậc Đạo Sư. Con thành tâm tri ân lên Sư Phụ hôm nay đã giảng dạy cho chúng con nghe bài pháp sỉ nhục về sanh già bệnh chết của kiếp làm người. Trong đó cũng có con
chỉ vì vô minh con cũng đã bị sỉ nhục trong sanh già bệnh chết. Hôm nay con được nghe bài giảng của sư phụ, cảm thọ trong con rất là bồi ngồi, xót xa cho kiếp làm người và cho chính thân ngũ uẩn này mà không biết cách để mà thoát ra. Hôm nay duyên lành con đã gặp được chánh pháp và con đã được những lời giảng giải, dạy bảo của Đức Thế Tôn, của Bậc Đạo Sư, của Sư Phụ chỉ dạy để chúng con thực hành để thoát ra những cái thân ngũ uẩn trong vòng sanh tử luân hồi này. Và con cũng xin trình bày lên hồi sáng nay khi con cùng với các sư và đại chúng đi lao tác để lấy những cái khúc cây về làm củi, thì khi con nhìn thấy những khúc cây đó nằm vứt bỏ trên đường, trên cỏ, và khi con cầm những cái khúc cây đó lên chiếc xe để các chú đẩy về nhà bếp, thì trong đó suy nghĩ của con đã khởi lên: thân này rồi chẳng bao lâu nằm dài dưới đất chôn sâu ngủ dùi, đâu còn ý thức chuyện đời, tựa cây gỗ mục vứt nơi bụi bờ. Và khi về con quán tưởng lại những khúc cây đó khi đem về bếp và cùng với lửa đốt lên và cùng các nguyên liệu khác làm chính thức ăn để nuôi sống cái thân vô thường này. Nhưng cũng từ ngọn lửa đó sẽ tiêu đốt thân xác này, thân vô thường này, cháy ra thành tro bụi khi thân ngũ uẩn này chấm dứt mạng sống. Và khi con quán tưởng đến đó thì cảm giác con rất là chua xót, và con cũng rất hạnh phúc khi con luôn được nghe Đức Thế Tôn, Bậc Đạo Sư, Sư Phụ chỉ dạy cho chúng con về các pháp vô thường, khổ vô ngã, trống rỗng, đều do duyên sanh mà tạo thành, sanh diệt liên tục. Và con có suy nghĩ là con sẽ an trú trong sự vô thường này đối với thân ngũ uẩn này cho đến khi thân hoại mạng chung, để không còn tiếp tục trong vòng luân hồi sanh tử nữa. Và khi thực hành thì con tập đời sống ít muốn biết đủ, mỗi ngày bưng bát đi khất thực về để nuôi sống thân này và an trú trong sự vô thường, để giải thoát, để ly tham, để đoạn tận cái thân ngũ uẩn này trong vòng sanh tử luân hồi. Con xin trình bày lên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô những lời chia sẻ của con. Trong sự tu học con cũng còn rất yếu kém, con kính mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng chỉ dạy thêm cho con trên bước đường tu tập để đến sự giải thoát, chấm dứt mọi khổ đau. Con xin thành ơn kính sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất là tốt á. Ngọn lửa đốt nấu đồ cho mình ăn,
để mình sống, và cũng chính là ngọn lửa đó để thiêu đốt cho mình chết. Đó là sanh diệt quả. Ngọn lửa đó nó nuôi sống mình, và cũng chính ngọn lửa đó nó thiêu đốt mình chết trên vàng quả trong lò thiêu. Mới tập nhìn như vậy rất là tốt. Quán sâu vô nữa, quán sâu vào nữa. Chính ngọn lửa đó nuôi sống mình, và chính ngọn lửa đó cũng thiêu chết mình. Đó là sanh diệt quả. Tập quán như vậy đó. Quán sâu hơn vậy nữa. Khi mình triển khai thiền quán là quán tới luôn. Rừng quán vui hạnh phúc gì chứ, quán tận cùng khổ luôn. Thiền thịnh trình pháp thì cũng rất là tốt đó, bám sát vào trong cái đề tài thiền quán. Hôm nay chúng ta tiếp tục trình pháp, trình trong đây xong rồi ra ngoài trời trình tiếp. Hôm nay trình tới tối luôn. Trình coi nó nhục tới mức độ nào, nó sẽ nhục tới mức độ nào. Hấp nghĩa đi. Sư phụ, kính thưa quý thầy, quý ni sư, sư cô và toàn thể đại chúng. Niệm Phật. Chiều nay con cùng với đại chúng được nhân duyên sư phụ thiền quán về sự sỉ nhục trong sinh già bệnh chết, bài kinh Đại Bổn Trường Bộ Kinh. Khi nghe sư phụ đọc và nhấn mạnh sự sỉ nhục nhục nhã thay về đời sống của con người vì sự sinh già bệnh chết, con cũng có thiền quán và tác ý thâm sâu. Đúng là sự sỉ nhục thay cho chính mình, cho chúng sanh, vì vô minh, vì bị si mê mà họ cứ nghĩ rằng thường ngày mỗi hàng năm tổ chức sinh nhật cho cái ngày mà chúng ta ra đời, được sinh ra từ nơi chỗ nhơ nhớp tanh hôi,
và sự đau đớn của người mẹ. Chúng ta lại vui ở trong đó mà không biết rằng chúng ta đã như vậy rất rất là nhiều rồi. Sự hả hê, sự chúc mừng, mà không biết rằng khi bước ra trong cuộc đời này niệm Phật là bản án tử đang chờ đợi chính mình. Không kể mấy chục năm sau chúng ta mới già, mà hàng ngày sự thay đổi, sự biến đổi ở trong cái thân tứ đại này, từng giây từng phút nó đang dần dần đi đến sự hồi diệt, đi đến sự tan nát, sự biến hồi trong cái tấm thân tứ đại đầy nhơ nhớp bẩn thỉu. Mà chúng ta trao chuốt cứ săn sóc, cứ vuông bồi khi sinh ra mình phải chịu mang cái ơn sự chăm sóc của thân bằng quyến thuộc, sự chăm lo của mọi người. Rồi một thời gian khi mà sự trưởng thành được lớn lên, chúng ta lại vứt bỏ, chúng ta đã quên đi cái ơn mà mọi người đã nâng niu, đã bảo bọc mình, chạy theo những hư ảo mộng tưởng bên ngoài. Đáng thương thay cho tâm mê, vì mê nên mới luân hồi vậy đây. Vì mê nên mới luân hồi vậy đây. Luân hồi như thế chưa là đủ sao? Cứ vui thích, cứ đắm chìm, cứ hỷ lạc trong cái trong sự vô thường của cuộc đời này. Cứ mãi đắm chìm như vậy, một khi vô thường tới phải nằm xuống, lại tiếp tục phải chịu ơn nặng của mọi người. Lúc đó mình có hối hận, mình có tiếc nuối thì cũng đã muộn màng, vì sức khỏe đã không còn. Giờ đây phải nằm xuống, phải sống một cảnh đời thực vật, không tự chủ trong việc ăn uống, trong việc đi đứng nằm ngồi vệ sinh. Thật đáng thương.
chúng sanh bị sanh già bệnh chết, lại tầm cầu với sanh già bệnh chết. Một khi tự thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở. Bản án tử đã đến với mình. Bao nhiêu năm vun bồi tô đắp, giờ đây nằm trơ trọi như vậy, nằm trơ ra, nó trương phình lên, nó xanh đen lại, nát thối, cảm thấy thật là kinh tởm, dơ bẩn, nhớp nhúa, thật là sỉ nhục thay, đúng là cái sự chết này. Mù lòa như thế là đủ rồi, mù lòa đến khi nào mới chịu thức tỉnh, chịu mở mắt để thoát cơn mê này. Đến khi cái thân tứ đại này tan rã, thì cuối cùng là phải mang theo cái nghiệp quả mà mình đã gây tạo, rồi lại tiếp tục sanh, tiếp tục già, tiếp tục bệnh, tiếp tục chết. Như vậy là vừa đủ rồi. Như vậy là vừa đủ rồi. Và trong khi thiền quán, con có cũng hướng tâm và cũng có tác ý nhân duyên người thân con đến chùa để thăm và viếng đệ Phật. Con mới đáng thấy được sự đáng thương của chính người thân của mình, vẫn chạy theo, vẫn tìm kiếm, không biết đâu là pháp, không biết đâu là điểm dừng. Lấy những niềm vui hỷ lạc tạm bợ để cho qua ngày, thật là xót thương cho chính người thân của mình và xót thương cho tất cả chúng sanh. Và đó là những cảm nhận của con trong bài thiền quán chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Dạ, con kính bạch trên sư phụ. Chiều nay con được nghe những lời thiền quán trên sư phụ. Sĩ nhục thai, đối với sanh già bệnh chết này, cảm thọ con nghe, con thấy nó ngao ngán làm sao. Khi mình đang mang giác cái sự hiện hữu của thân ngũ uẩn này, vừa là khổ, phụ nhìn kỹ con quán chiếu nhìn lại, vừa khổ mà vừa nhục, nó luôn trùm khắp cả thân mình. Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa, chính vì ngài sợ già, sợ bệnh, sự chết, cho nên ngài mới quyết tâm tìm con đường giải thoát khỏi sanh già bệnh chết, để không khỏi sự khổ đau và bị nhục nhã nữa. Con rất là nhục và xấu hổ, và vừa tức cho cái tâm của mình, tức cho cái tâm vô minh, tức cho cái tâm dục vọng đê hèn thấp kém này, tức cho con không làm chủ được những cái khát ái tham dục, để cho nó lôi đầu mình, cho mình tiếp tục tái sanh, mình chui vào những cái chỗ mà tâm tối, những cái chỗ mà dơ bẩn, hôi thối, tanh hôi. Khi con quán chiếu, khi mình được sanh ra, mình nằm trong một cái bao nước ối của người mẹ, trong đó toàn là nước dơ bẩn, hôi thối, tanh tưởi như vậy. Rồi khi lớn lên thì mình cũng bị cái sự thúc dục, tham muốn, thèm khát, nó đè đầu cái cổ, nó vừa làm cho mình khổ mà nó vừa lại sỉ nhục mình. Con thấy thật là đáng thương thay cho sự hiện diện của thân ngũ uẩn này. Khi con ngồi con tác ý, con thấy rất là tức, tức cho cái tâm mình. Tại sao mỗi ngày mình có tuổi, sức khỏe mình nó giảm dần, mình dần dần hướng đến cái sự già, bệnh, chết, hướng đến cái sự mà cứu cánh bất tỉnh nhất, mà tất cả mọi người chỉ cần ngửi cái mùi thôi là đã kinh sợ, đã khiếp sợ, đã hoảng sợ. Nhưng mà tại sao những cái dục, cái tham, cái ái, cái tham sân si bản ngã của mình nó không chết theo luôn đi, nó không gục ngã luôn đi, nó không chôn vùi lòng đất luôn đi, mà để cho
riêng bản thân con cũng như mọi người lại tại sao lại cứ tiếp tục trong cái dòng sống chết này hoài vậy? Thật là ngán ngẩm, con thấy thật là chán nản. Rồi chưa kể khi những cái lúc mà nghe pháp sư phụ giảng xong, chỉ cần đi trên đường thôi, bên trong nó có sự mà thúc bách, nó muốn đi đại tiểu tiện mà mình không có giải y hậu ra kịp thôi là bắt đầu, thậm chí nó muốn xà ra ngoài. Con thấy nhìn lại thân mình sao mà nó nhục như vậy. Rồi sau khi đi vào nhà vệ sinh, mình xả ra cái gì? Toàn là những cái mùi tanh hôi. Vậy đó mà cái tâm nó mê, nó sống trong cái sự che đậy, sống trong sự giả dối. Nó nhục nhã khi bị một lớp da này nó lường gạt, nó lừa đảo. Con nhớ Đức Thế Tôn có dạy rằng tất cả mọi chúng sanh đều là phải chết, đều là kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Thân này là cái món đồ gốm, dù là nó được nung chín hay là nó chưa nung chín, cho dù người ta bên ngoài có sơn phết màu lòe loẹt đi nữa, thì cái bản chất, cái tánh chất, cái tính bể của món đồ gốm nó nằm ở trong đó. Thân năm quẩn này, đây là một cái hòn bọt nước. Con thấy nó là một hòn bọt nước, nó mong manh, nó dễ vỡ. Vậy đó mà cái tâm vô minh, cái tâm khác ái, nó cứ bám chấp vô, nó chấp vô tài sản, vật chất, người thân, nó chấp vào cái thân thể này. Thậm chí là nó yêu thích những cái cảm thọ bên trong, thúc dục bên trong, sân hận bên trong, nó cũng yêu thích, nó cũng chấp thủ trong đó. Rồi kết cuộc, nó cứ lôi đầu, cởi cổ con, nó trồng cái dây xích của cái tham ái, khát ái, nó lôi đi trong cái sanh tử này, vòng vòng trong cái sự sống chết của sanh già bệnh chết. Khi con thiền quán, con tác ý theo lời sư phụ, con thấy sao mà nó chán nản, nó ngán ngẩm, thật là mang giác cái thân ngũ quẩn này là khổ. Khổ, đây là khổ, khổ là đây, và đây là một sự sỉ nhục, một sự nhục nhã đối với sanh già bệnh chết này. Cảm thọ con hiện giờ nó rất là dâng trào lên, là người con đang rúng động, chấn động, kinh động. Khi chiều nay sư phụ làm cho con biết thêm về một góc độ, khía cạnh của cái trí tuệ thánh pháp, đó là sự sỉ nhục đối với đời sống này, đối với thân xác ngũ quẩn tứ đại này. Và con thành kính tri ân trên sư phụ cùng đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta mỗi người cầm cái tọa cụ của mình, chúng ta bước ra ngoài kia tiếp tục quán chiếu trình pháp.